Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình có tên là một HR. Để tham gia giá hôm nay bằng đi phần mô tả mà tôi ra bóng start để chat support nè bạn. Chương trình lớp này sẽ công bố vào ngày 16 tháng 5 nha bạn. Rồi bấm bấm phone to call apply with sign. Bỏ qua nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group bên seller nè các bạn. Bạn xuống thì nhấn chat này mà không có đáp lại nữa mà tiếp tục cũng follow kênh channel đó nè mà không có đáp lại nữa mà tiếp tục bấm nét tiếp tục cũng follow Twitter nữa mà ngầm bấm don các bạn theo dõi rồi bấm đáp lại và bấm don like về Twitter nữa các bạn. Chỗ này bằng like nè. Mà dịch nhận như từ viết nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Cầm bấm đòn. Tiếp tục bằng địa chỉ dạng C20. Rồi dùng địa chỉ chocolate may sơ của S Metamask in to cần nha bạn. Trên tảng ngày C20 thì bạn copy địa chỉ attack mình nè. Bạn copy địa chỉ attack mình nè bạn. Dạ. Bạn lên cặp. Giá gà 1.800 đô cho một tút càng ngày hát ta. Rồi bạn gửi tiếp tục bằng đèn lửa username Twitter các bạn. Thì các bạn vào Twitter các bạn ra thì bạn thấy username Twitter các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Rồi bạn đăng ký kênh YouTube nữa các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Subscribe cái channel các bạn subscribe xong các bạn bấm vào balance không ạ à, mình đã nhận được 100 tốc căn 1 HR này bạn không bỏ lỗ khoản nữa bạn đây tài khoản của mình nữa bạn Jeffer ngày 16 tháng 5 nó giúp tiền mà đấy. Và các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè những thân các bạn nghĩ video này cũng kết thúc mình chào tạm biệt tất cả các bạn và những video clip tiếp theo từ mình nhé.